Sau khi được người bạn thông báo hình ảnh căn nhà của mình trên web gặp sự cố, người đàn ông đã không tưởng tượng được tình hình nghiêm trọng như thế nào. Một người chủ nhà ở Singapore đã kinh hoàng khi nhìn thấy hình ảnh khỏa thân của mình trên trang web bất động sản sau khi đăng tải hình ảnh căn nhà cần bán. Được biết, hình ảnh này nằm trên trang web được vài tháng, nhưng các nhà đại lý và chủ nhà không hề hay biết cho đến khi người bạn của một nhân viên bất động sản phát hiện ra và báo với họ. Người đại diện công ty bất động sản cho biết, khi đăng tải hình ảnh lên trang web, họ không nhận thấy có điều gì bất thường trong tấm ảnh, bởi vì hình ảnh nhạy cảm đó ở góc khuất và khá nhỏ trong khung hình nên không ai nhận ra. Theo thông tin từ SingaporeGo.com, chủ nhà không được tiết lộ tên cho biết, anh đã cởi quần áo cho mát sau khi lau dọn ngôi nhà sạch sẽ, chuẩn bị chụp ảnh lại và đăng lên web. Anh chụp vài bức ảnh từ trong phòng ngủ, nhưng cơ thể trần trụi của anh đã bị dính trong bức ảnh thông qua chiếc gương được đặt kế bên giường. Đại lý phụ trách đăng tải hình ảnh lên trang 99.co chia sẻ, bởi vì hình ảnh nhạy cảm đó quá nhỏ, tôi không thể nhận ra được. Sau khi phát hiện, hình ảnh căn nhà này đã được gỡ bỏ ngay lập tức. Được biết căn nhà này nằm trong khu Choa Chu Kang, quận 23, phía tây Singapore. Căn nhà có diện tích khá nhỏ, được bán với giá 570.000 đô sinh, tương đương 9 tỷ đồng. Hiện tại hình ảnh của căn nhà được gỡ bỏ khỏi danh sách nhà cần bán trên web bất động sản. Thiên Thọ Sơn là một quần sơn gồm 42 đồi núi lớn nhỏ nằm ở thượng nguồn tả trạch sông Hương, Thừa Thiên Huế. Trong đó, Đại Thiên Thọ là một ngọn núi lớn được chọn làm tiền án của Lăng Gia Long, còn gọi là Thiên Thọ Lăng. Ngày nay, du khách vượt đường xa vạn dặm để đến tham quan Lăng Gia Long sẽ không khỏi ngạc nhiên vì thấy bên cạnh bệ thờ nhà vua là một chiếc chậu cổ bằng sứ. Xung quanh sự xuất hiện của chiếc chậu cổ này được gắn với những câu chuyện về rắn thần. Tình cờ nghe được chuyện rắn thần xuất hiện trong chậu cổ ở Lăng Gia Long, thế là chúng tôi thuê con đò ngược dòng Hương Giang lên Thiên Thọ Sơn. Đi hết đoạn đường lởm chởm đá, chúng tôi chạm bậc đá đầu tiên vào Lăng Gia Long, nơi yên giấc vĩnh hằng của vị vua sáng lập triều Nguyễn. Đứng ở đây, nhìn về núi Đại Thiên Thọ như bức bình phong trước lăng, ngó lại sau lăng cũng có 7 ngọn núi án ngữ và hai bên tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, mỗi bên có 14 ngọn núi, trông như những người lính khổng lồ canh giữ giấc ngủ ngàn thu cho nhà vua. Tương truyền, từ khi mới lên ngôi hoàng đế trị vì thiên hạ 1802, vua Gia Long đã giao trọng trách cho thầy địa lý Lê Duy Thanh là con trai nhà bác học Lê Quý Đôn tìm địa điểm xây lăng, và ông đã phải mất bao công sức mới tìm được thế đất phong thủy tốt, hội tụ đầy đủ địa linh này. Năm 1814, Lăng Gia Long được xây dựng và đến năm 1820 thì hoàn tất. Chính vì ở cái thế đất Long Bàn hổ phục giữa núi non trập trùng như bức tranh kỳ vĩ, câu chuyện về rắn thần xuất hiện trong chiếc chậu cổ trong Lăng Gia Long càng thêm phần huyền hoặc. Khi nghe chúng tôi hỏi về chiếc chậu cổ gắn với câu chuyện rắn thần, ông Hồ Thúc Muộn, tổ trưởng tổ bảo vệ Lăng Gia Long thoáng chút ngỡ ngàng. Ông Muộn giải bày, khi tôi được làm bảo vệ Lăng Gia Long, người ta đã khiêng chiếc chậu trả lại lăng rồi. Còn vì sao người ta lấy chậu đi rồi khiêng trả lại thì nghe đồn nó rất thiêng. Trầm ngâm một lúc, đoạn ông Muộn nói tiếp. Nhưng tôi nghe các cụ già ở làng Định Môn kể lại rằng, trong chiến tranh, vùng đất Hương Thọ, ngay thuộc thị xã Hương Trà Thừa Thiên Huế, bị giặc Mỹ dội bom đạn đánh phá khốc liệt. Nhiều điểm ở Lăng Gia Long bị bom Mỹ dội trúng, hai chiếc cột biểu án ngữ trước lăng cũng bị đổ ngã, nên sân thì loang lổ những hố sâu. Ấy thế mà chiếc chậu sứ kia nằm trước sân lăng lại không hề hấn và không bị sức mẻ chút nào. Đây là điều khiến nhiều người cho là nó thiêng. Sau giải phóng, chậu cổ bị người ta lấy đi, nhưng rồi nó được mang trả lại. Nghe đâu, những người mang chậu cổ về nhà đều gặp tai ương. Đưa chúng tôi vào điện Minh Thành, thắp nén hương trầm trên bàn thờ vua Gia Long, ông Muộn dẫn chúng tôi vào góc trái của điện thờ là nơi đặt chiếc chậu cổ. Và khi ông Muộn lấy mảnh vải sạch lau qua lớp bụi bẩn thì những họa tiết trang trí, hoa lá chim ở mặt ngoài thành chậu như sáng lên càng tôn thêm nét đẹp bí ẩn của chiếc chậu. Ông Muộn gõ tay vào thành chậu bảo, đây là chiếc chậu cổ duy nhất
và cũng là hiện vật cuối cùng của lăng vua Gia Long, còn lại do được người dân bảo vệ đến tận hôm nay. Không biết nó xuất xứ từ đâu và vào thời gian nào, nhưng nghe dân làng Định Môn truyền miệng, nó có từ khi lăng vua Gia Long được xây dựng xong năm 1820, được nhà vua cho đặt giữa sân lăng. Lật từng trang trong cuốn sổ ghi chép về các cổ vật được lưu giữ tại lăng vua Gia Long, chúng tôi chỉ nắm được một số thông tin ít ỏi về chiếc chậu cổ, như chậu có đường kính 80cm, cao 0,5m, bên ngoài kẻ viền 4 ô, có trang trí hoa văn chim lá cành. Tuy nhiên, không để chúng tôi thất vọng, ông Muộn giới thiệu chúng tôi đến gặp ông Lê Quốc Thành, nguyên là cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đã nghỉ hưu về ở làng Định Môn. Ông Thành là người đầu tiên khiêng chiếc chậu cổ về nhà, rồi sau đó mang trả lại lăng Gia Long. Rót chén trà thơm mùi hoa lại mời khách, ông Thành hồi tưởng lại chuyện cũ. Theo lời ông Thành, đầu năm 1976, ông đang là trưởng công an xã Hương Thọ. Một lần tình cờ đi vào lăng Gia Long thì phát hiện chiếc chậu cổ. Lúc này, lăng đã bị bom đạn tàn phá gần hết, bờ tường trụ cột nằm đổ ngổn ngang, nhưng chiếc chậu cổ vẫn còn nguyên vẹn nên ông định bụng lấy về chứa nước uống. Thế là ông về làng nhờ 6 thanh niên mang theo cây đòn dài khoảng 10 mét đến lăng Gia Long để khiêng chiếc chậu về dùng. Sự việc vẫn chẳng có gì để nói nếu hè năm ấy ông không thấy một chuyện lạ lùng. Ông Thành nhớ lại, đó là một buổi chiều, lúc ông đang chìm trong giấc ngủ say, thì trong mơ thấy một con Gia Long xuất hiện. Ông choàng tỉnh dậy, nhìn ra chiếc chậu cổ khiêng từ lăng Gia Long về đựng nước đặt trước hiên nhà. Ông sởn da gà vì một con rắn hổ mang to bằng cổ chân người lớn đang cuộn tròn quanh chiếc chậu, phình mang thè lưỡi, trợn mắt nhìn ông trông rất hung dữ. Quá sợ hãi, ông chạy vào nhà lấy khẩu súng AK được nhà nước cấp ra nhắm hướng con rắn bắn 7 phát, nhưng con rắn không chết mà phóng vào bụi rậm mất dạng. Thấy sự việc diễn ra quá kỳ lạ, nghĩ rắn thần xuất hiện để bảo vệ chậu cổ của đức vua, nên mẹ ông Thành đã khuyên con khiêng chiếc chậu ấy đưa về đặt lại vị trí cũ trước sân lăng Gia Long. Tuy không tin, nhưng chiều lòng mẹ, ông Thành nhờ 10 thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong làng khiêng chiếc chậu cổ trả lại chỗ cũ. Nhiều vị cao niên làng Định Môn kể rằng, sau khi ông Thành đem trả lại chiếc chậu cổ, thì có một số người đã đến lăng Gia Long khiêng chiếc chậu này về làm vật dụng, đựng nước, đựng gạo. Song sau đó, họ đều ngã bệnh nên hoảng sợ trả lại. Như trường hợp của Mai Văn Chim, cụ Chim nay đã mất, nhưng khi gặp chúng tôi, người con trai thứ hai của cụ là ông Mai Văn Vinh, 51 tuổi, cũng xác nhận điều này. Theo lời ông Vinh, mặc dù đã nghe ông Thành kể chuyện, nhưng cha của ông, cụ Chim, vẫn nhờ một số người đến lăng vua Gia Long khiêng chậu cổ về nhà cũng để đựng nước. Nhưng quái lạ, từ khi mang chiếc chậu cổ về, không hiểu vì lý do gì mà hai đêm liền cụ ngủ đều mơ thấy một con Gia Long nằm cuộn mình trong chiếc chậu. Qua đêm thứ ba, cụ vẫn mơ thấy Gia Long, rồi đến sáng hôm sau thì ngã bệnh, không thể dậy được nữa. Anh em tôi bàn bạc, hội ý khiêng cái chậu trả lại chỗ cũ ở lăng Gia Long. Rồi cha tôi cũng dần dần bớt bệnh, khỏe lại. Từ đó, người trong làng Định Môn càng tin là chiếc chậu cổ của vua, mình phận bề tôi mà phạm thượng nên mới gặp tai họa. Nhưng chuyện huyền bí về chiếc chậu cổ trong lăng Gia Long vẫn tiếp diễn vào 2 năm sau đó. Nhân chứng sống là cụ bà Lê Thị Ngân kể rằng, ngày ấy bà đang chăn giữ đàn trâu giữa cánh đồng gần lăng Gia Long. Bỗng một con trâu đực trong đàn không biết vì sao lồng lên, chạy thục mạng về hướng lăng Gia Long và đã hùng hục lao tới, húc mạnh đầu vào thành lăng nhiều lần cho đến chết. Bà Ngân chạy về báo tin dữ cho chồng là ông Trần Im nay đã mất. Ông Im mới gọi người tới khiêng xác con trâu ra giữa đường rồi tự tay xẻ thịt trâu để đem chia cho bà con làng xóm. Chia thịt xong, nhìn vào sân lăng Gia Long thấy chiếc chậu cổ có đầy nước, ông Im liền chạy đến rửa tay. Ngày hôm sau, ông Im bỗng dưng phát bệnh và nhiều đêm mơ thấy Gia Long quẩy nước trong chiếc chậu cổ. Bà Ngân chép miệng nhẹ nhàng nói, hồi nớ nghe chồng tôi kể, tôi nhớ tới chuyện ông Thành, ông Chim trong cái làng Ni ngày trước cũng phạm tới cái chậu của nhà vua mà gặp điềm không hay, bèn chạy đến lăng Gia Long xách mấy thùng nước để rửa sạch chiếc chậu, rồi vào lăng vua thắp hương khấn vái. Xong xuôi mọi việc, tôi về nhà nói rõ sự tình, nào ngờ hôm sau chồng tôi bệnh tình thuyên giảm rồi khỏi hẳn.